Ngọc Bích chú rể Đức Sơn, Đức Sơn Ngọc Bích chính thức được bắt đầu. Không một chàng pháo tay lớn để chúc mừng thành công. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chờ ai nọng khắm nờ, bên lũ bờ hơn ai nọng nờ. Mà vàng vàng nông ơi chỉ con liều, mà vàng vàng nông rất lạnh thải. Thank you.
chắn dù con tin cùng. À, cái nhóm biển nhá. Mì hòn nằm lấy khắp 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 lòng nằm tay à. Mưa cho em mưa nào, xa mà ai bay hay. Mình mà dệt hay giúp lại sống như cho bao em lời ca. Trên mà chân nhặt quà hết sau tay mưa giúp hôm hương hát sẽ chẳng khắp mùa vì nồng tay háo phăng cứ mua muôn chờ đi nồng nhìn tay ba mua chẳng ai chi pha nồng qua mà cho cần té ai thăm khen nóng nhau cần xe
kia và để có bị quan sát cho chồng và khi đến và chắc có lẽ những khoảnh khắc rất đặc biệt trong buổi hôm nay được diễn ra và được bắt đầu và vào ngày sau đây bác tổ chức không làm lỡ mất thời gian của bạn tổ chức nữa. Bác tổ chức xin được chấp nhận và đến đây cho nơi ngọc bích chú để đứng tên hãy cùng nhau tay cho tay bước lên sân khấu làm lễ ra mắt chồng buổi hôm nay và xin được chấp nhận và kính thưa toàn thể quý vị quan khách cho chồng và ghế mến yêu và được yêu, vâng ạ, đó là một niềm hạnh phúc lớn lao lớn nhất cuộc đời của mỗi con người chúng ta. Yêu được người mình thích và lấy được người mình yêu là một niềm vinh hạnh vô cùng lớn lao lớn nhất cuộc đời của mỗi con người. Và ngay sau đây chắc có lẽ những khoảnh khắc tốt đẹp nhất cũng sẽ được diễn ra và được bắt đầu. Và ngay sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đại diện cha mẹ hai bên gia đình. Và ngay sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời ông Cầm Văn Phòng và bà Hoàng Thị Lan hãy bước lên sân khấu làm lễ ra mắt cùng với hai người con thân yêu của mình trong buổi chiều nay. Xin được trân trọng và kính mời. Chàng vỗ tay thật lớn, quý vị ơi! Kính thưa quý vị, dần diện đang lên sân khấu ngay lúc này đây là cha mẹ hai bên gia đình sẽ bước lên sân khấu để làm lễ ra mắt cùng với người con thân yêu của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin trân trọng và kính mời. Thưa quý vị thân mến và hiện diện trên sân khấu tình yêu của chúng ta ngay lúc này đây là đại gia đình hạnh phúc nhất, già người nhất của mùa cưới năm nay. Trân trọng kính mời đại gia đình chúng ta hãy cùng nhau cúi chào một cái thật sâu để ra mắt đến toàn thể quý vị. Và một lần nữa xin mời toàn thể quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến và hiện diện trên sân khấu ngay lúc này đây có sự hiện diện của ông Cầm Văn Phòng và bà Hoàng Thị Lan là song thân thuộc máu của cô dâu Ngọc Bích cũng có hiện diện trên sân khấu ngay lúc này đây. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Và kính thưa quý vị thân mến và để kết tình thông gia với bên gia đình họ nhà trai, vâng ạ, cũng có sự hiện diện của ông Lò Văn Hiệp và Quang Thị Ngọc đến từ bản Mé Mường Bon cũng có mặt tại hội trường cưới ngày hôm nay. Xin mời quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng bên nhà trai ngày hôm nay. Thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến và sau một thời gian quen biết và tìm hiểu thì đôi bạn trẻ Ngọc Bích và Đức Sơn đã tìm được bến bờ hạnh phúc của riêng mình và tình yêu của đôi bạn trẻ được ví như trăm hàng ngàn loài hoa của mùa xuân như tiên nắng chứa chan trong mùa hạ như mùi hoa sữa trong mùa thu. Và để rồi hai bạn cùng nguyện cùng chung sức chung lòng chung chăn chung chiếu chung phong chung màn và chung trong hơi thở tiếng than và chung với một đêm hạnh phúc với một đàn con sinh. Và một lần nữa trong khoảnh khắc thật đẹp nhất trong buổi chiều nay, hôm nay ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày mùng 2 tháng 10 năm Giáp Thìn, tại gia đình họ nhà gái chúng tôi long trọng tổ chức chương trình lễ vô quy cho cô dâu Ngọc Bích và chú rể Đức Sơn. Và chắc có lẽ những khoảnh khắc thật đẹp nhất trong buổi chiều ngày nay cũng sẽ được diễn ra và được bắt đầu. Và ngay sau đây ban tổ chức xin phép cơ quan chính quyền địa phương xin phép hai bên gia đình cùng với toàn thể quý vị có mặt trong các phòng tiệc cưới buổi chiều nay. Và ngay sau đây ban tổ chức xin được trân trọng và tuyên bố chương trình lễ vô quy cô dâu Ngọc Bích chú rể Đức Sơn kết thân Ngọc Bích chính thức được bắt đầu. Không một chào hoa tay lớn. We'll be right back.
toàn thể quý vị thân mến, và đôi bạn trẻ đẹp nhất, dạng người nhất của mùa cưới năm nay chính là cô dâu Ngọc Bích và chú rể Đức Sơn phải không ạ? Và một lần nữa thì xin được chân thành cảm ơn những tình cảm của quý vị chúng ta rất là nhiều. Vâng ạ, và ngay sau đây thì ban tổ chức xin phép được hỏi chú rể Đức Sơn. Vâng ạ, được biết rằng là cô dâu Ngọc Bích là một người tùy mị nết na. Vâng ạ, và sau này thì cô dâu Ngọc Bích sẽ không được xinh đẹp như ngày hôm nay nữa, sẽ già đi, và cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì chú rể có nguyện yêu cô dâu đến hết cả cuộc đời mình không ạ? Có nhưng mà hơi sớm quá phải không ạ? Một tràng pháo tay thật lớn để động viên chú rể được không ạ? Vâng ạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vâng ạ, xin phép được hỏi cô dâu Ngọc Bích rằng là được biết là chú rể Đức Sơn là người cao to phong độ đẹp trai, và sau này thì chú rể sẽ không được đẹp trai trên ngày hôm nay nữa, sẽ già đi, vâng ạ, và cho dù có chuyện gì xảy ra thì cô dâu có nguyện yêu chú rể đến hết cả cuộc đời mình không ạ? Có. Vâng ạ, rất là tuyệt vời. Vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và tiếp theo chương trình ban tổ chức xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng nhau quay mặt lại với nhau nhé. Và xin mời hai bạn hãy trao cho nhau một cái ôm. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời. Và xin mời các bạn trẻ hãy trao cho nhau một cái ôm hết sức hạnh phúc được không ạ? Và xin mời chú rể ạ. Một cái ôm xin phép được bắt đầu. Vâng ạ, rất là tuyệt vời. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và để đánh dấu mốc sự kiện trọng đại trong buổi trưa ngày hôm nay thì không thể thiếu được các nghi lễ phải không ạ? Và tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin mời chú rể trao nhẫn cho cô dâu, và cô dâu trao nhẫn cho chú rể, xin được trân trọng và kính mời. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, chiếc nhẫn có hình tròn tượng trưng cho tình yêu không bao giờ kết thúc. Nhẫn này anh tặng cho em, ơn trời đã định kết duyên chúng mình. Em trao nhẫn thế chứa tình, và từ nay hai đứa chúng mình có nhau. Mà đôi ta thì như thể con tòng, ăn chung một lá rồi nằm cùng một nong. Mà đôi ta thì như thể con nong, con cuốn con quýt trong con qua ngoài. Và ban tổ chức xin được kính chúc cô dâu và chú rể được trăm năm hạnh phúc. Vâng ạ, xin mời tay đeo nhẫn cho cô dâu và chú rể ra được không ạ? Và xin mời tay đeo nhẫn cho cô dâu và chú rể ra được không ạ? Được không ạ? Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc được không ạ? Chúng ta và mọi người cùng chúc mừng cho những người đã 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 Vâng ạ, một món quà hết sức ý nghĩa phải không ạ? Một lần nữa thì xin được chân thành cảm ơn. Xin liền cho cô dâu
Tranh thủ đứng lên một chút được không ạ? Đứng lên để xô được không ạ? Vâng, phía cánh gà bên kia đó, sẵn sàng chưa? Vâng, các bác trưởng mâm bên này hình như yếu quá, chắc là chưa đủ rượu. Tí nữa thì ban tổ chức sẽ xuống để cùng đi lại nhé. Vâng, xin mời toàn thể quý vị chúng ta đứng lên được không ạ? Phía cánh gà bên kia không ạ? Vâng, phía sát cổng hoa. Vâng, hình như thiếu rượu hay sao? Tí nữa thì ban tổ chức sẽ xuống phía dưới nhé. Vâng, các bác trưởng mâm đã rót thật đầy những ly rượu của mình chưa? Sẵn sàng chưa? Quý vị ơi! Chưa, bên này yếu quá. Lại nha. Quý vị ơi! 1, 2, 3! 2, 3! 2, 3! 2, 3! Chúc mừng, hạnh phúc. Vâng ạ, xin mời quý vị ta uống cạn ly rượu của mình ạ. Và các bạn cũng xin kính chúc cho tôi và rượu đầy cho tôi. Cảm ơn những tình cảm đồng hành của quý vị rất là nhiều.
là tuyệt vời. Thank you.
Rất là tuyệt vời, phải không ạ? Một trăm phát thật.